nó có bốn cái giò, mình dùng cái chữ cái giò là đúng nhất, the leg. My leg hurts, cái chân người đau. Ví dụ là mình thấy rồi này, người thấy nó đi cà nhắc kìa, mình hỏi chị đau gì? Thì người nói wrong. Là cái giò tôi đau, thì my leg hurts. Khi nó leg hurts nó là cái giò là từ cái mông của mình nó xuống như cái cẳng, mình không biết chỗ nào. Nhưng mình nói là my foot hurts là khác ạ. My foot là cái bàn chân mình bị đau. Foot là cái tính từ cái gót cẳng cho tới đằng đằng ngón người, thì cái đó phần đó mở cái foot. Where's your pain? Chị đau, bà đau ở chỗ nào? Thì mình chỉ xuống cho bác sĩ, mình nói là my foot. Yeah, my foot. The left foot or right foot. Yeah. Thế mà nó không, mình chỉ xuống cái giò đó đâu thì my leg. My leg. Còn nếu là my side. My side, T-H-I-G-H. Yeah, phần viết của tôi mấy ai trốn rồi mất rồi em. Xíu xin Mai kiếm giùm cho cái hộp viết cho mấy anh em. My thigh, T-H-I-G-H. Chữ đọc là thigh, đọc với tôi, thigh. My thigh, T-H. Mình nói my thigh là hai cái gì? Thigh. Hai cái gì của mình? Hai cái đùi. G-H. H. H-H. Chứ mà mình nói mà mình my thigh không, mà mình tưởng rằng nó là ở giữa trong cái giò của mình, mà mình ép nó lại đó, thì nó trật. Mỹ nó không hiểu là chữ thigh. Mỹ nó hiểu chữ thigh tức là phía đằng sau cái mông á. Đùi mà phía đằng sau cái mông, cái chỗ mà ăn cắt ra làm thịt nấu phở ngon nhất á là cái thigh. Ok. Nhưng mà người Việt Nam mình thì cái bà đó, bà cái chỉ ở trong cái gọi là chỗ cái đùi mà bà chỉ xuống ở chỗ cái giống như cái phần mà trên của mình á. Mình nói fine, Mỹ nó không chịu fine, nó là phía đằng sau. Nhưng mà nếu mà đằng sau nữa thì nó thành cái buttock. Buttock. Buttock tức là cái mông. Đây là cái mông, buttock. B-U-T-T. CK thì gì đó, là tập. Cho nên bởi vì cái cẳng của mình trở xuống mà nó nhiều phần lộn xộn lắm, chứ phải nhồi dẫn đâu, thấy không? Nói chập người ta hôm nay. Thật ra nó mai sai, tôi đau ở cái đùi. Đúng rồi, tôi chỉ thấy cái đùi. Mình nghĩ cái đùi là chỗ nào? Nó mình nói sai thì nó nghĩ là bên chỗ cái mông phía bên kia. Gần cái mông là cái phần sai. Mình đi ăn chicken đó, quý vị thấy nó có bán chicken, nó quảng cáo một cái thigh, cái wing là cái gánh nè. Thấy không? Cái thigh tức là cái phần đùi. Còn leg là khác. Breast là phần ngực. Nhớ không? Nó bán fried chicken cho mình á, breast là cái phần ngực. Thigh. Còn cái cây ở dưới mà gõ giống như là mà nhổ tỏ cái trống á, gọi là drumstick. Drum là cái trống, stick là cái gậy mà gõ trống giống như cái cây mà gõ trống á, cái tức là cái phần dưới của cái cẳng có thịt, cái đó là cái thigh mới là đùi, còn drum stick á là từ cái đầu gối trở xuống, cái bắp vế của mình á, cái gọi là cái bắp chuối đó, thì nó là drum stick. Nhưng mà Việt Nam mình đứng bác sĩ nói, thưa bác sĩ tôi đau cái đùi, mình nói I hate my drumstick. Drumstick cho gà thôi. Oh my god. Drumstick. Yeah. Yeah. Chỉ bắt tắt viết là sao để spell là sao bắt tắt. B-U. Bắt tắt B-U-T. Tắt tắt hay sao? Tắt là T-O-C-K. T-O-C-K. But the B-U-T-T-O-C-K. Yeah. Sure. B-U-T. Chắc hai tiên mà. T. Oh. Hai tiên. B-U-T. That's why. That's why when they say it's the butt is abbreviation of buttock. When you say you're behind.
They say it's usually say butt. My butt. Yeah, B-O-T-T. My butt. My butt. Mông ở phía sau. Mông phía sau đó. Mình chửi ai đó thì nó my butt. Oh my God. My butt. Kiss my butt. Oh my God. Kiss my butt. Yes. Oh my. My butt. Là cái này. My butt. Không, mình học cái này không nói, nhưng mà nếu nó chửi mình thì mình cũng nghe. Họ nói mình nói dù mà bắt rồi mình biết kiss mình chứ không phải là nó mời mình đâu. Biết kiss mà bắt là gì không? Đúng là sai rồi. Ok, cho nên các chữ mà cái cẳng của mình nó cứ gõ cái bằng gà như là drumstick ha. Drum. Kiss. Drum. Drum là cái trống á. Kiss. Drum. Stick là cái gậy. Stick là cái que, cái gậy drumstick, tức là cái con gà, cái phần mình ăn, tức là cái phần chỉ lóng đó là cái phần người nịnh. Bắp chuối đó. Kiss. Còn cái trên của mình là cái thigh. Yeah. Cái thật sự nó không phải là kiss tiệp đâu. Thigh. Còn cái này là cái foot. Drumstick. Foot, foot tức là cái bàn cẳng của mình thì đúng hơn. Đó là cái bàn cẳng của mình. Có ngón đó. Là cái bàn mình ăn nên foot. Dưới là cả cái phần thế này là cái leg. Leg là cái giò nhé. Leg. Đọc với tôi thử coi mấy cái coi. Leg. 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 Đó là chữ E. Cái phần này. Leg. Không phải leg. Nó phải là E. E. Leg. Leg. Drumstick. Drumstick. Butter. Butter. Thigh. 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 Okay. Thigh. Thai tức là cái đùi. Thai. Nhưng mà khi mà nói thai đó là cái đùi có nghĩa là phía ngoài này, chứ không phải phía trên này. À, mình nói cái đùi là mình hiểu cái này. Bắp đùi. Nếu muốn rõ hơn thì mình my upper leg, cái giò trên của tôi. My upper leg, đây là my lower leg, cái phần dưới của cái giò. Dưới cái đầu gối. Lower leg. Mình có cái thể mình dùng cái chữ lower. Upper, yeah. Lower. Lower là cái phần dưới nó rõ ràng. Low. Phần trên thì upper. My upper leg. Tôi đau ở cái phần trên cái giò và phần trên cái giò. Thì cái bài mình học đây là foot print, thành ra nó là cái dấu của cái bàn chân thôi. À, những dấu chân thì trong tiếng Việt của mình nói chỉ dấu chân là mình hiểu rồi. Tại cái chân nó đi mới ra cái dấu thôi hả? Chứ mình đâu cần nói những dấu bàn chân. Nhưng mà khi mà mình nói chỉ chân nó rộng lắm, cái trên xuống là cái chân hết. Foot sprint, dấu chân. One night, One night. On a night. Chắc cái bài đã bắt đầu là on a night, trong một cái đêm nọ. Trong cái on night. Actually, one night, actually. One night. It's supposed to be one night. Một đêm kia. One night. Chứ giờ tôi nói là one night. Là một đêm kia. One night. I had a dream. Tôi đã có một giấc mơ. I had a dream. Tôi cứ đi lướt qua rồi chúng ta sẽ ngưng lại học từng chữ nhé. One night. Một đêm kia. I had a dream. Tôi đã có một giấc mơ. I dreamed. Tôi đã mơ. I was walking. Tôi đang đi. Tôi đang đi walking along the beach. Yeah. Tôi đang đi dọc theo bờ biển along the beach. With the Lord, với lại Chúa, cái chữ người tạm dịch là Chúa. Chữ Lord này có nghĩa là Chúa, là thầy, là ông, là cái đấng ông trên hay là cái gì đó, với một cái đấng mà mình tôn thờ đó, Lord. Nhưng mà đây là cái người này họ viết, thì người Âu Châu họ viết thì họ nghĩ thêm một chữ Lord của họ. Nhưng mà mình có thể là đi với một đấng ân trên, với trường trời mới được đấy. Across the sky flash scenes, thì ngang qua trên bầu trời, across là ngang qua, the sky ngang qua trên bầu trời, flashed scenes là đã chiếu lên những cái cảnh. Scenes là những cái cảnh from my life, của cuộc đời tôi. For each scene, cứ mỗi